Dữ liệu mà anh đưa ra thì theo anh thì thế trận ở trên thị trường bất động sản đang nghiêng về bên bán hay bên mua nhiều hơn ạ? Câu hỏi rất hay ạ. Tôi nghĩ rằng là hiện tại chúng ta đang ở trong một cái cuộc chiến gọi là giống như kiểu là gì nhỉ? Kéo co vậy. Và hai bên hiện tại là hai bên không có bên nào chiếm ưu thế một cách tuyệt đối. Thị trường giai đoạn vừa rồi có thể tóm tắt như thế này. Thị trường đạt được cái gọi là cái đỉnh của cái sự quan tâm và gọi là sôi động vào quý 2 năm 2022 và bắt đầu có xu hướng giảm rất là mạnh trong khoảng độ quý 3, quý 4 và đến khoảng độ quý 1 là để chúng tôi nhìn thấy một giai đoạn gọi là thị trường mức độ là bắt đầu chạm đáy. Chạm đáy nhưng mà lần này khác với giai đoạn dịch Covid-19. Covid-19 các anh chị để ý rằng là cứ sau khi một đợt mà chúng ta phong tỏa giãn cách thì bắt đầu là chúng tôi có những báo cáo thể hiện rất là rõ là cái lượng quan tâm nó lại khi mà giãn cách thì giảm xuống rất mạnh. Nhưng mà sau khi ngay lập tức giãn cách bỏ thì nó tăng lên thậm chí gấp 3 lần. Phản ánh là gì? Giống như kiểu là giai đoạn giãn cách là giai đoạn tập trung về vấn đề về phòng dịch. Nhưng mà sau giai đoạn đấy thì người ta vì sao? Vì dòng tiền không biết đầu tư đi đâu cả, họ lại tập trung vào bất động sản. Thì cái sự phục hồi nó diễn ra giống như kiểu chữ V, giống như kinh tế chúng ta ngay sau dịch cũng thế. Nhưng mà giai đoạn hiện tại có quá nhiều những yếu tố nó khá là khó để có thể là kiểm soát, ví dụ như yếu tố về vĩ mô thế giới, về lãi suất, tất cả mọi thứ. Nên hiện tại lần này chúng tôi nhìn thấy một cái điều rất rõ ràng là thị trường sau giai đoạn chạm đáy trong quý 1 và quý 2 hiện tại đang có xuống bắt đầu đi ngang. Và cái sự đi ngang này nó phản ánh một điều rằng là thị trường đang cố gắng để điều tiết cái tâm lý của người mua, người bán thị trường. Đây là giai đoạn phe mua bán không phe nào chiếm ưu thế cả và thị trường cần một điểm nổ. Vâng. Vậy thì với cái giai đoạn đi ngang này phải chăng là nó cũng đang phản ánh là cái diễn biến của quý tư này? Rất chính xác luôn. Sau khi mà giai đoạn quý 2 chúng ta có rất nhiều thông tin tốt đúng không ạ? Chúng ta có gói 120 ngàn tỷ, lãi suất giảm, tất cả thông tin vĩ mô tốt hơn. Thì có rất nhiều người gọi tôi và nói như vậy thị trường tốt rồi đúng không ạ? Tôi nói rằng vĩ mô như vậy là bắt đầu tốt rồi. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng là không cái gì diễn ra nhanh như vậy được, mà nó cần có một khái niệm gọi là độ trễ. Với cá nhân anh thì sao? Anh có một cái lời khuyên gì hay là cũng như là chia sẻ chính cái câu chuyện của anh đi, là anh đang chiến lược đầu tư như thế nào trong cái thời điểm này? Tháng 4 năm 2023 chúng ta ra một gói 120 ngàn tỷ. Chúng ta giảm lãi suất. Chúng ta sắp có luật đất đai sửa đổi đầu năm sau. Chúng ta có luật thuế bất động sản đầu năm 2025. Điều đó phản ánh là gì? Chính phủ đang đưa ra chính sách về cơ bản là giống giai đoạn trước. Đầu tiên nó là cái phần liên quan đến lãi suất. Lãi suất chúng ta giảm rất mạnh bắt đầu từ tháng 4 đúng không ạ? Và giả sử quý 3 này lãi suất đã đến cái điểm mà chúng ta tác động thị trường rất mạnh rồi. Anh chị hãy cộng 6 tháng hoặc 9 tháng đi thì nó sẽ đến khoảng độ là tầm quý 2 năm sau hoặc đến quý 3 năm sau. Tiếp tục đó là cái liên quan đến tăng trưởng tín dụng. Và giả sử chúng ta giải quyết được vấn đề này trong giai đoạn quý 4 này, mọi thứ giải ngân tốt hơn, cộng thêm 6 tháng nữa, chúng ta phải đến quý 3. Và cuối cùng, chính sách, thị trường. Đó, chúng ta gói 120 ngàn tỷ, chúng ta loay hoay mất quý 3, quý 4 gì đó, chúng ta bắt đầu triển khai thị trường, luật đầu năm sau có. Quý vị hãy cộng thêm 6 tháng nữa đi. Như vậy, cái tiệu chung lại thì chúng tôi nhận thấy rằng cái điểm đảo chiều đâu đó thị trường nó sẽ nằm trong cái khoảng từ quý 2, quý 4 năm sau. Mà tôi rất kỳ vọng nó sẽ rơi đâu đó khoảng độ cuối quý 2 đầu quý 3 năm 2024. Giả sử là quý 3 và giả sử mọi thứ nó tốt nhất trong phạm vi có thể cộng 6 tháng thì cái điểm mà tôi thấy rằng là thị trường sẽ quay trở lại một cách mạnh mẽ là khoảng độ quý 1 năm 2025. Có thể tôi nghĩ là một số anh chị làm bất động sản có thể là chưa thực sự đồng ý với quan điểm của tôi. Tôi nghĩ là chúng ta đều có dữ liệu, chúng ta có thể đưa ra các cái phản biện.